Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự khởi pháp không quên mất, cũng khuyên người khác khởi pháp không quên mất, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp không quên mất, hoan hỷ khen ngợi người khởi pháp không quên mất. Nên tự khởi tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người khác khởi tánh luôn luôn xả, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp khởi tánh luôn luôn xả, hoan hỷ khen ngợi người khởi tánh luôn luôn xả. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự nhiếp thọ, tuổi thọ viên mãn, cũng khuyên người khác nhiếp thọ, tuổi thọ viên mãn, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhiếp thọ, tuổi thọ viên mãn, hoan hỷ khen ngợi người nhiếp thọ, tuổi thọ viên mãn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự chuyển pháp luân, cũng khuyên người khác chuyển pháp luân, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp chuyển pháp luân, hoan hỷ khen ngợi người chuyển pháp luân. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì nên tự nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, cũng khuyên người khác nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, thường xuyên chính thức tuyên dương pháp nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại, hoan hỷ khen ngợi người nhiếp hộ khiến chánh pháp tồn tại. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, thì lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên an trụ như vậy,